chào tất cả các bạn à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh số thứ tự ở trong word mà xưa nay không ai nói cho các bạn biết Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ thêm một cái bảng tính như sau mình vào insert mình chọn table Đấy, mình chọn insert table Đấy, giả sử mình sẽ thêm một cái bảng tính gồm là 5 cột và có 20 20 hàng sau đó mình chọn ok Đấy. rồi bây giờ giả sử đây là cái cột đầu tiên mà mình cần phải đánh số thứ tự cái dòng đầu tiên là chúng ta sẽ viết thông tin như bình thường đúng không ạ, số thứ tự này họ tên họ họ và tên đấy và tương tự các thông tin khác thì chúng ta uh, tự nhập vào. Bây giờ mình cần đánh số thứ tự cho cái cột đầu tiên này thì mình làm như thế nào? Các bạn sẽ bôi đen nó này, đấy các bạn bôi đen này, sau đó các bạn vào thẻ home này, đấy, thì các bạn sẽ nhìn tìm đến cái thẻ là uh, numbering li uh, library đấy numbering nineberry thì các bạn sẽ nhìn thấy bên này nó có những cái mẫu đấy có những cái mẫu đấy à, bình thường ấy máy của các bạn nó sẽ có cái mẫu này này từ mẫu này trở xuống là từ mẫu này trở xuống đấy à, vừa rồi là hai cái cái hai cái mẫu trên này là mình mới thêm à, thì máy của các bạn nó sẽ có những cái mẫu như thế này mặc định là như vậy thì các bạn sẽ chọn vào đây rất là nhanh chóng là các bạn đã đánh được số thứ tự cho nó rồi đấy à, tuy nhiên á các bạn thấy sau số thứ tự nó có một cái dấu chấm. Vậy làm thế nào để chúng ta bỏ dấu chấm đấy đi. Thì các bạn sẽ bôi đen nó. Đấy. Sau đó các bạn lại vào vào đó. Đấy. Vào đó. Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào là Define New Format. Này các bạn chọn vào nó. Đấy. Thì nó hiện ra một cái hộp thoại như này. Đấy. Thì các bạn để ý này. Sau cái số 1 nó có một cái dấu chấm này. Đó. Các bạn chỉ việc là xóa cái dấu chấm đó đi thôi. Đấy. Sau các bạn chọn OK này đấy các bạn thấy chưa là nó mất dấu chấm rồi đấy còn nếu trường hợp mà các bạn muốn đánh số thứ tự mà nó có số 0 ở phía trước thì các bạn bôi đen nó đấy, các bạn vào đây đúng không đấy à, hoặc là à, khi mà chúng ta tạo một cái mẫu mà nó không có cái dấu chấm ở phía trước ấy thì chúng ta làm như thế nào chúng ta tạo mẫu như sau nhé các bạn bấm vào đây này sau các bạn chọn uh, define new format các bạn bấm vào đây đấy xong bắt đầu các bạn đây này cái mẫu mà nó không có dấu chấm đây này Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình gõ số 1 ở đây chẳng hạn. Đấy, thì nó mặc định nó sẽ thêm cái số 1 ở phía sau đấy. Đó mình gõ số 1 ở đây thì nó sẽ ra là số 1 à, như thế. Đấy, tuy nhiên là mình đã tạo một cái mẫu rồi thì mình chỉ việc áp dụng nó thôi. Thì mình chỉ bôi đen nó này, các bạn bôi đen nó này, sau các bạn vào home này, chọn numbering này. Đúng không ạ? Đấy thì các bạn sẽ chọn vào cái mẫu mà có cái không có cái dấu chấm ở phía sau đấy, các bạn chọn vào nó. Đấy, thì bây giờ nó sẽ không có cái dấu chấm ở phía sau. Đấy, đúng không ạ? Hoặc là giả sử nhé, bây giờ các bạn muốn đánh số thứ tự ở đến chỗ này thôi. Đến số 8 thôi, nhưng mà từ số 9 thì nó sẽ là một cái số khác. Thì các bạn làm thế nào? Đấy, à, tại cái vị trí này các bạn chuột phải này. Đấy, sau đó các bạn sẽ chọn là uh, set numbering value. Đấy, các bạn chọn vào set numbering value. Tức là bây giờ giả sử từ cái mục số 9 này mình muốn nó là số 20 đi. Đấy thì các bạn gõ số 20 vào đây. Sau đó các bạn chọn OK. Đấy thì các bạn thấy chưa? Từ cái mục số 9 đấy nó chuyển thành số 20 và nó tăng dần dần như vậy. Thế thì bây giờ mình muốn nó trở lại như ban đầu thì chúng ta làm như nào? À, chúng ta cũng tại cái vị trí cái số 20 này, các bạn chuột phải và các bạn chọn là continue numbering. Các bạn chọn vào nó. Đấy các bạn thấy chưa? Là nó sẽ tự động nó đánh số thứ tự lần lượt như ban đầu cho chúng ta đây là cái cách mà đánh số thứ tự trong word còn đánh số thứ tự ở trong excel thì quá đơn giản rồi đúng không ạ đó à, thì mình đã hướng dẫn các bạn cách đánh số thứ tự trong word rồi à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái clip tiếp theo.